Đây tuyệt đối là nữ yêu gợi cảm nhất tôi từng nhìn thấy. Khuôn mặt xinh đẹp, đường cong quyến rũ, chỉ thấy cô chậm chậm áp sát anh chàng cường tráng, trong ánh mắt tràn ngập sự mê hoặc. Nữ yêu thì thầm bên tai dũng sĩ, hy vọng đối phương cho mình một đứa con. Nhìn thấy dung nhan tuyệt đẹp của nữ yêu, dũng sĩ đã chìm đắm. Đại bảo kiếm trong tay đã hoàn toàn tan chảy giống như trái tim đang lay động lúc này. Tuy đã có được sự vui thú trên thể xác, nhưng ác mộng của anh cũng đã đến ngay sau đó. Tên của dũng sĩ là Baywin, có sức mạnh thần thánh bẩm sinh, mưu sinh bằng việc trừ yêu diệt ma. Quái vật có mạnh đến mức nào cũng không phải là đối thủ của anh. Sự tích anh dũng của anh ai cũng biết tới. Tối hôm nay, quốc vương tổ chức buổi tiệc, có mời các quần thần. Vào lúc tâm trạng mọi người đang đạt tới cao trào, chú chó gác cửa đã phát hiện ra điều bất thường. Một tiếng động lớn vang lên, cửa chính đã bị phá ra, tất cả ngọn lửa đều đã bị dập tắt. Một quái vật hình người có tướng mạo xấu xí đã xông vào. Quái vật vô cùng khỏe, một cái tát đã đánh bay một binh sĩ. Người phụ nữ sợ đến mức kinh ngạc hét lên, quái vật đau đầu. Đập bột một tiếng, giống như là đập ruồi, đầu người phụ nữ đã bị đập bẹt, chết ngay tại chỗ. Khung cảnh liền rơi vào hỗn loạn. Quái vật càng giết càng hăng, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. Vào đúng lúc này, quốc vương tay cầm đại bảo kiếm đã đứng ra, đánh ta đi, liệt xúc. Vừa dứt lời, cảnh kinh ngạc đã phát hiện. Quái vật hét lên một tiếng, dường như đã bị triệu hồi, toàn thân bốc lên ngọn lửa xanh rồi biến mất. Để diệt trừ con quái vật này, quốc vương tìm tới dũng sĩ Baywin tìm kiếm sự giúp đỡ. Trước lời kiến nghị của anh, mọi người bắt đầu bố trí bẫy. Anh định dụ quái vật vào đại điện cùng bao vây giết chết. Nửa đêm, các dũng sĩ đang cười nói vui vẻ trong cung điện, dường như không có chút tâm trạng căng thẳng nào. Nhưng tiếng va đập vang tới từ cửa thép đã phá vỡ bầu không khí. Một binh sĩ đi tới kiểm tra, đột nhiên cửa đã bị đập nát. Binh sĩ bị văng ra xa 10 mét. Lửa trại liền biến thành màu xanh, là quái vật đã tới. Các dũng sĩ thấy vậy liền lao lên, nhưng con người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của quái vật. Nhìn thấy quái vật vô cùng khỏe mạnh, Baywin khinh thường, nắm chuẩn thời cơ, liền tung thân nhảy lên người quái vật, đôi bên vật lộn với nhau. Quái vật nắm chặt lấy đôi tay của Baywin, hai người bắt đầu so sức lực. Bỗng nhiên anh đã phát hiện ra nhược điểm của quái vật, thế là liền xoay người vòng ra phía sau quái vật, điên cuồng công kích vào tai nó. Trước thế tiến công mãnh liệt của Baywin, quái vật bị thương nặng, thể hình của trở nên càng ngày càng nhỏ. Quái vật bị thương định chạy trốn, nhưng Baywin hoàn toàn không cho nó cơ hội, dùng xích sắt quấn chặt lấy cánh tay của nó. Trong ánh mắt quái vật tràn đầy sự khủng hoảng, hỏi anh rốt cuộc là ai. Người đàn ông lớn tiếng gào lên, ta là Baywin. Sau đó đẩy mạnh cửa thép, kẹp đứt cánh tay của nó. Quái vật thoi thóp về lại hang ổ, nó nói với mẹ mình về tên của người đàn ông, sau đó chết hẳn. Nửa đêm, một bàn tay mảnh khảnh lướt qua khuôn mặt người đàn ông. Baywin mở to đôi mắt ra, người phụ nữ trước mặt chính là hoàng hậu mà mình ngày đêm nhung nhớ. Đối phương lại thỉnh cầu anh cho cô một đứa con, còn chưa suy nghĩ kỹ càng, hoàng hậu xinh đẹp đột nhiên đã biến thành quái vật xấu xí. Baywin bừng tỉnh trong chớp mắt, hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Anh còn chưa kịp định thần lại, phía sau vang tới một tiếng hét. Nhìn theo phương hướng ngón tay của người phụ nữ, anh kinh hoàng phát hiện toàn bộ thuộc hạ của mình đã chết trên cột nhà. Hình dạng chết cực kỳ kinh khủng. Để điều tra rõ chân tướng, Baywin tìm tới quốc vương. Quốc vương nói với anh, hung thủ rất có khả năng chính là mẹ của quái vật. Baywin phẫn nộ, thề phải diệt cỏ tận gốc để báo thù cho thuộc hạ. Anh mang theo sừng rồng vàng quốc vương đã tặng cho anh, đến hang ổ của quái vật. Nơi này chất đầy vàng bạc châu báu, không thể đếm xuể. Thi thể quái vật bị mình chảm sát đang co quắp trên bệ đá ở giữa. Đột nhiên, thứ gì đó rơi xuống bồn nước phía sau. Nhìn kỹ lại, trên mặt nước nổi lên một nữ yêu cực kỳ mê hoặc. Cô nói với Baywin, quái vật trước đó đã bị chảm sát là con của cô và quốc vương. Chỉ cần Baywin đồng ý sinh thêm một đứa với cô và để lại sừng rồng vàng để làm khế ước, tất cả bảo vật của nơi này sẽ đều là của anh. Hơn nữa anh sẽ trở thành vị vua vĩ đại nhất trên thế giới này. Được đấy, đây rõ ràng là muốn bản thân bám váy phụ nữ mà. Nhìn thấy bộ dạng sốt sắng muốn có con của nữ yêu, Baywin đã ngậm ngùi đồng ý. Sau 5 phút, anh về tới hoàng cung, vứt đầu lâu của quái vật ra, nói dối rằng mình đã giết chết nữ yêu. Quốc vương hỏi anh rằng sừng rồng vàng ở đâu. Nhìn thấy biểu cảm bao biện căng thẳng của đối phương, quốc vương không còn truy hỏi nữa, khóe miệng nở một nụ cười tà muội. Về lại đại điện, quốc vương liền tuyên bố muốn truyền lại ngôi vị và hoàng hậu cho Baywin. Tất cả mọi người có mặt vô cùng kinh ngạc, còn quốc vương thì lại vui vẻ khác thường, như thể được giải thoát. Tiếp đó, nhân lúc mọi người còn đang kinh ngạc, quốc vương liền nhảy từ trên tường thành xuống. Như vậy, Baywin đã nghiễm nhiên lên ngôi vua. Nhiều năm sau, lời hứa nữ yêu đã nói với anh cũng đã toàn bộ thành hiện thực. Quân đội Baywin thống lĩnh trăm trận trăm thắng, anh đã trở thành vị vua lớn nhất trên vùng đất này. Nhưng quyền lực và quang vinh không hề mang lại chút an ủi nào cho anh, chỉ có sự trống rỗng vô tận. Cho đến ngày hôm nay, một thuộc hạ đã nhặt được chiếc sừng rồng vàng ấy bên đầm lầy. Baywin phẫn nộ, quả nhiên báo ứng đã tới. Nửa đêm, một con rồng khổng lồ đã tấn công thị trấn nhỏ, trong chớp mắt vô số người thương vong. Khung cảnh trước mắt vô cùng giống với năm đó.
Beowyn cuối cùng đã hiểu được tâm trạng của quốc vương già. Anh hạ quyết tâm, thề phải tận tay kết thúc tất cả những điều này. Sau vài năm trôi qua, anh lại đặt chân vào hang ổ, vừa thương nhớ lại vừa hận đến tận xương tủy. Anh vứt chiếc sừng rồng đó trước mặt nữ yêu, hy vọng có thể dùng thứ đó để đổi lấy sự hòa bình. Nhưng nữ yêu không chịu thôi, rồng khổng lồ phía sau há to miệng, phun lửa vào Beowyn. Beowyn đã tránh được công kích một cách nguy hiểm. Rồng khổng lồ giang cánh ra bay tới thị trấn. Beowyn cưỡi ngựa không ngừng đuổi theo ở phía sau. Thấy hỏa long khiến cho người vô tội bị thương, Beowyn nắm chuẩn thời cơ, nhảy từ trên cầu xuống, rơi đúng lên lưng rồng. Hỏa long bay tới tòa thành, thấy người anh yêu nhất sắp bị thương, Beowyn liền đâm một thanh kiếm vào cánh, rạch một vết dài. Hỏa long liền mất đi thăng bằng trong chớp mắt, một người một rồng rơi xuống từ trong không trung, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hỏa long liền xoay người trong không trung để ổn định thân hình. Sau đó liền định phun lửa để giết chết người thân của Beowyn. Vào lúc nguy cấp, Beowyn phát hiện ra nhược điểm của hỏa long, liền đâm một kiếm vào, cứu được bọn họ một cách nguy hiểm. Thế nhưng thân kiếm quá ngắn, hoàn toàn không thể với được tới tim, không bận tâm được nhiều thứ như vậy nữa. Người đàn ông thực thụ Beowyn trực tiếp chặt đứt cánh tay, lợi dụng quán tính để đu cơ thể qua, sau đó liền tóm lấy tim rồng, lôi thẳng nó ra, anh cũng rơi xuống vực thẳm cùng rồng khổng lồ. Bên bờ biển, hỏa long chậm chậm hiện ra thân hình thực sự, một người đàn ông trẻ tuổi có tướng mạo khá giống với Beowyn dần dần hiện hình. Beowyn giơ tay định giữ lại, nhưng người đàn ông lại bị sóng biển lôi ra biển. Trong mắt anh ướt đẫm, mãi mãi nhắm chặt đôi mắt lại, một vị anh hùng đã chết đi. Vậy câu hỏi là, nữ vương đã sinh ra một con quái vật với quốc vương già, sinh ra một con rồng với Beowyn. Nếu là bạn cảm thấy sẽ sinh ra thứ gì? Bộ phim tới đây là kết thúc.